trong cái phòng ngủ, đặc biệt là nơi cái cửa sổ, anh chị có thể treo vào cái cửa sổ của mình, một là treo hồ lô gỗ đào, chỉ cần treo các loại nhỏ nhỏ, các loại 11cm thôi, không cần phải treo các loại lớn, đúng không ạ? Treo vào đấy một cái hồ lô gỗ đào hóa sát cho tôi, hoặc là anh chị nào mà hoặc là treo vào đấy một cái hồ lô trầm hương, đúng không? Vì trầm hương tác dụng kỵ tà rất là mạnh, và bên trên nó lại có cái vô tận kết bồ nữa, bé sẽ thắp luân nữa, cho nên ra là tác dụng kỵ tà rất là tốt. Các thầy sư hoặc các thầy pháp mà trước khi vào đàn lễ, người ta hay phải chất sức cái tinh dầu trầm ấy, hoặc là người ta hay phải mặc cái áo hấp tinh dầu trầm, thực ra để cho khi mà làm lễ thì vong tà nhập thân, thì chúng ta sử dụng cái hồ lô trầm hương, chúng ta treo vào trong cái phòng ngủ nơi cái cửa sổ của mình. Nếu như mà cái chuyện này nó vẫn còn tiếp tục mà vẫn còn tiếp tục xảy ra nữa, thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cái biện pháp mạnh hơn nữa, rồi chúng ta có thể sử dụng một cái lệnh bài thái sinh thích cẩm đương bằng đá thạch anh, gọi là bạch ngọc thích cẩm đương, chúng ta để ngay ở ngay đầu giường ấy, khi nào hoặc để ngay cạnh dưới gối, khi nào mà hết cái trường hợp đấy thì chúng ta bỏ cái đấy ra bên ngoài, đúng không ạ? Tức là dùng cái bạch ngọc thích cẩm đương để ngay cái đầu giường phía mình ngủ ấy, để chúng, bởi vì là cái pháp khí mà kỵ tà mạnh nhất thì chính là sử dụng cái thái sư thạch cẩm đương bạch ngọc, hoặc là một là thế, hai là chúng ta sử dụng là cái bạch ngọc đại minh chú, trên đấy ghi 4-6 câu lục tự đại minh là Om Mani Padme Hum, đúng không ạ? Và dùng một trong hai cái bạch ngọc đại minh chú hoặc là bạch ngọc thạch cẩm đương để ngay ở trên cái đầu giường của mình, để mà làm cho kỵ tà sát quỷ, thì chúng ta sẽ có được một cái giấc ngủ ngon.